Một trong những bí quyết để quay phim hay là chụp ảnh đẹp đó chính là ánh sáng, hay nói chính xác hơn là điều chỉnh được nguồn sáng. Nhưng mà không phải lúc nào chúng mình cũng sẽ có những setup đèn cực kỳ đầy đủ và xịn sò. Vậy cái việc mà sở hữu một chiếc đèn nhỏ gọn ở ngay trong chiếc ba lô máy ảnh của mình là một điều khá là cần thiết. Và lựa chọn của mình gọi tên Zhiyun Fiveray M40. Với một chiếc ba lô luôn đầy đồ của mình thì M40 vẫn có thể fit vào được những khoảng trống còn lại. Ngoại hình nhỏ, trọng lượng chỉ 230g, M40 còn nhỏ hơn chiếc 12 Pro Max của mình. Thiết kế tối giản lấy màu trắng làm chủ đạo, M40 luôn luôn nổi bật mỗi khi mình mở ba lô của mình. M40 thì sở hữu một thiết kế rất thông minh khi chúng ta có một chiếc ngàm đen ở đây để các bạn có thể dựng đứng chiếc đèn trên bất kỳ mặt phẳng nào mà không cần thêm bất kỳ phụ kiện nào nữa. Với một chiếc ngàm, chúng ta có thể để theo nhiều góc khác nhau hoặc là gắn trực tiếp vào máy ảnh và gimbal trong quá trình sử dụng. Nhỏ gọn nhưng không đồng nghĩa việc yếu. Thì chiếc đèn chỉ bằng lòng bàn tay mình đây, có công suất lên đến 40W. Và nếu các bạn thắc mắc công suất đèn 40W nó sẽ mạnh như thế nào thì mình hiện tại đang ở trong một phòng kín, cũng như là kéo cái rèm xuống chắc chỉ còn 1-2 khe sáng của ánh sáng tự nhiên vào thôi. Và đây hiện tại máy của mình đang đặt ở tốc độ là 1/60, khẩu là 2.8 và ISO là 200. Và đèn của mình ở đây, mình sẽ xoay nó lên nhé. Nào, đây là công suất 0%. Và hiện tại nó đang ở công suất 100%. 40W là một công suất vừa đủ cho một chiếc đèn để các bạn có thể setup quay chụp sản phẩm nhỏ, quay vlog hoặc là các nguồn sáng phụ trợ. Với 140 chúng ta sẽ có hai chiếc bánh xe màu cam cực kỳ nổi bật ở đây. Một chiếc bánh xe là DIN sẽ điều chỉnh công suất của đèn và chiếc bánh xe còn lại là CCT. Chiếc bánh xe này sẽ có công việc là chúng ta sẽ điều chỉnh độ K từ 2700 lên đến 6200. Có nghĩa là đèn sẽ chuyển từ màu trắng sang vàng đó. Và với việc sở hữu một chiếc đèn có thể thay đổi được nhiệt độ K thì chúng ta có thể làm được điều như thế này. Đó, thì hiện tại là mình đã có một chiếc đèn bù ở bên cạnh để có thể cho thêm một chút ánh sáng vàng vào trong cái khung hình của mình, làm cái setup đèn trông có vẻ thú vị hơn rất nhiều. Với max công suất thì M40 có thể hoạt động lên đến 29 phút liên tục. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kết nối với sạc dự phòng hoặc là những nguồn liên tục qua cổng Type-C ở bên thân để tăng thời gian hoạt động. Nhưng mà khi mà dùng đèn trong thời gian dài thì anh em hay sợ tình trạng quá nhiệt xảy ra. Nhưng với M40 chúng ta có một thiết kế có một chiếc quạt tản nhiệt cực kỳ lớn đằng sau. Điều này sẽ giúp M40 có thể điều chỉnh được nhiệt độ của đèn trong quá trình sử dụng, không dẫn đến tình trạng quá nhiệt đâu. Vậy M40 dành cho ai nào? M40 sẽ dành cho những anh em travel vlogger, anh em reviewer hay những anh em quay chụp những sản phẩm nhỏ hoặc là vân vân và mây, tùy vào sức sáng tạo của anh em. Và mình đang đợi lương để mua chiếc đèn này. Còn các bạn thì sao? Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy cho chúng mình một like, một share và subscribe để đón chờ những sản phẩm mới đến từ team của chúng mình nhé.